anh có. Yêu em thì anh có muốn em chịu khổ không? Tất nhiên là không rồi. Anh không muốn em chịu khổ mà trời nắng thế này anh đầy em ở ngoài đường á. Thế bây giờ anh muốn đi đâu tránh nắng là anh đưa bé đi nào. Em muốn chỗ nào thật là nhiều gió mát, chỗ nào mà mình có thể nghỉ ngơi chữa lành được ý. Nghỉ ngơi chữa lành à? Thế đi nhà nghỉ nhá. Ba à, bảo anh nghĩ linh tinh gì đấy. Thế vào đấy có điều hòa mát là có giường cho em nghỉ. Đúng thế còn gì. Không, bây giờ em muốn đi biển. Anh có cho em đi biển được không? Em mình chia tay. Được, được, bé hiểu anh muốn đi đâu cũng được, anh đưa đi hết. Dừng, dừng, dừng à, sao lại dừng? Em bảo anh dừng lại mà. Ôi, em anh xin lỗi. Chú anh xin lỗi, anh nói vu vơ vậy thôi. Chứ anh vẫn yêu em lắm, thiếu em làm sao anh sống được à. Anh làm gì đây, em chỉ mua đồ. Hả, em định mua cái gì? Xung quanh đây có cửa hàng quần áo hay gì đâu. Em mua điện thoại ở Viettel Store đang có chương trình nâng cấp iPhone 15 series chỉ từ 18.490.000. Còn trợ giá 1 triệu khi thu cũ đổi mới, giảm 500.000 khi đổi điểm Viettel Cộng Cộng. Mà đang dịp sinh nhật Viettel Store tròn 18, mua điện thoại iPhone còn có cơ hội trúng Apple Watch SE hoặc AirPods 2 nữa cơ. Anh thấy điện thoại cũ của em dùng vẫn ổn mà. Ổn đó mà ổn. Máy em làm sao chụp đẹp bằng iPhone 15. Mà máy em dung lượng còn bị đầy nữa cơ. Anh có biết một chuyến đi biển thành công là một chuyến đi như thế nào không? Thì chuyến đi được tắm biển trong xanh, được ở khách sạn đẹp và ăn đồ ăn ngon. Anh chẳng biết gì về du lịch và con gái cả. Một chuyến đi biển thành công thì phải có thật nhiều ảnh đẹp để về con cắp cắt giật giật nữa chứ. Không thì chuyến đi đấy hoàn toàn vô nghĩa. Anh còn thắc mắc gì nữa không? Anh không. Thế đi vào. Này, anh có một thắc mắc. Nói ngay vào luôn. Thế cái điện thoại này ai trả tiền nhỉ? Đương nhiên là anh rồi. Em biết anh yêu em nhá mà. Ở đây còn cho trả góp 0% nữa đấy. Mình vào mua anh nhá. Là mơ thôi. Tính.